Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Thư viện Lập trình trong chủ đề Lập trình và thiết kế website từ A tới Z. Các bạn đang được học phần JavaScript và đây là bài học số 4. Trong bài học số 3 các bạn đã được học về cái cái cách làm việc với những cái cấu trúc có điều kiện và học được rất là nhiều các phép so sánh làm việc với điều kiện và kiểu dữ liệu liên quan tới đúng và sai. Bài học của số 4 này tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cái cấu trúc liên quan tới vòng lập chúng ta sẽ học qua cái cách sử dụng của hai vòng lập trong JavaScript là for và while. Chúng ta sẽ đi ngay vào nội dung chương trình. Đầu tiên chúng ta sẽ đi đặt vấn đề và khái niệm. Thứ nhất là vòng lập là gì? Thì định nghĩa một cách đơn giản vòng lập là một cái công việc hoặc là một nhóm công việc nó được lặp đi lặp lại nhiều lần để giải quyết một cái vấn đề. À, cái các bạn có thể dễ dàng nhìn nhìn thấy một cái những cái hiện tượng vòng lặp này trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta rất là nhiều lần lấy ví dụ như cái công việc mà chúng ta đạp xe nó cũng tính như là một vòng lặp rõ ràng là các bạn thực hiện một cái công việc đó là cái chân trái đạp xuống rồi chân phải đạp xuống cứ làm đi làm lại như vậy hoài đến một số lần hữu hạn để mà đạt được mục đích là các bạn đi đến một nơi nào đó vòng lặp ở trong javascript có nghĩa là một nhóm hoặc là một câu lệnh nó được lặp đi lặp lại hoài một uh, tới một cái số lần hữu hạn các bạn chú ý nghe tôi sử dụng ở đây là nó được lặp đi lặp lại một số lần hữu hạn để giải quyết một vấn đề có nghĩa là vòng lặp ở đây phải thỏa mãn một cái điều kiện là nó phải có kết thúc qua một lúc nào đó và ở trong cái Jabari thì chúng ta có hai cái loại vòng lặp vòng lặp cơ bản đó là vòng lặp for và vòng lặp vòng lặp while thì ngoài ra còn có một số vòng lập đi kèm theo for và quay nhưng mà chúng ta sẽ được học sau khi tới những cái kiểu dữ liệu khác ví dụ như vòng lập x hay là for x gì đó trong trong cái nội dung bài học này tôi sẽ hướng dẫn các bạn hai loại vòng lập trong javascript thôi đó và for và quay cơ bản đầu tiên chúng ta sẽ học ngay cái cách sử dụng vòng lập for thì đây là cái cú pháp để sử dụng một cái vòng lập for chúng ta có cái từ khóa là for mở ngoặc ra câu lệnh 1 chấm phẩy điều kiện lập chấm phẩy câu lệnh 2 rồi sau đó mở cái đóng ngoặc đóng ngoặc lại và mở ngoặc nhọn ra để viết các cái câu lệnh lập lại và đó đóng ngoặc nhọn lại thì đây là cái cấu trúc cơ bản của nó thì trong cái cấu trúc này chúng ta gặp bốn cái dữ kiện mà ở đây tôi sẽ giải thích ba dữ kiện còn một cái tôi sẽ giải thích bằng miệng cái dữ kiện thứ nhất là cái câu lệnh một ở đây là một câu lệnh và cái câu lệnh này nó sẽ được thực thi ngay từ đầu khi cái vòng lập này nó bắt đầu thì nó sẽ thực hiện câu lệnh một trước và cái câu lệnh một này nó chỉ thực thi một lần duy nhất mà thôi Để. thứ hai là cái điều kiện lập là sau khi mà cái cấu trúc này nó đã chạy hết những cái câu lệnh ở trong cái phần các lệnh bị lập ở đây thì cái vòng lập này nó sẽ quay lại nó sẽ kiểm tra cái điều kiện này nó sẽ kiểm tra điều kiện này nếu cái điều kiện còn đúng điều kiện này nó trả về chu thì nó sẽ lập tiếp kiểu như vậy và cái phần tiếp theo là cái câu lệnh số 2. Thì cái câu lệnh số 2 này nó là cái câu lệnh mà nó sẽ được thực thi mỗi khi mà nó chạy hết các lệnh bị lập này. Tức là thứ tự một cái vòng lập bắt đầu như sau. Đầu tiên nó sẽ chạy câu lệnh một Sau đó nó sẽ kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện đúng nó sẽ chạy xuống các lệnh ở đây. Khi chạy hết các lệnh ở đây rồi nó sẽ quay lên chạy câu lệnh 2 sau khi chạy câu lệnh hai xong nó sẽ quay lại kiểm tra điều kiện và nếu điều kiện đúng nó lại chạy xuống đây chạy đây hết rồi nó quay lại câu lệnh hai câu lệnh hai lại quay lại điều kiện và đó là nó lập đi lập đợi như vậy hoài đó là lý do tại sao đây gọi là vòng lập và cái, cái vòng lập này nó sẽ kết thúc ngay khi cái điều kiện này nó trả về phone do đó ở trong các cái quá trình lập này các bạn phải đảm bảo trong quá trình lập hoặc là cái ở câu lệnh 2 này các bạn phải đảm bảo có một cái chỗ mà để đảm bảo một lúc nào đó điều kiện này chắc chắn sai nếu không vòng lập này nó sẽ chạy vĩnh viễn chạy mãi mãi và nó gây ra tình trạng đứng cái máy của các bạn bây giờ chúng ta sẽ đi thực hành thử cái cái vòng lập for này ngay cho các bạn dễ hình dung nha đây là cái nội dung thực hành của cái bài học số 3 tôi vẫn còn giữ lại bây giờ chúng ta sẽ đi giải quyết một cái vấn đề Ok. Bây giờ chúng ta có một cái bài toán như sau. Đây là tính tổng của tất cả các số tự nhiên từ 1 đến 100. Có nghĩa là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng chấm 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 cộng 100 bằng bao nhiêu. Đây chúng ta sẽ đi giải quyết cái bài toán này. Ờ, cái lệnh cầm măng ở trong cái Realme nó lại có cái màu xám hơi khó nhìn các bạn giải ý nha. Ờ, lần trong cái video tiếp theo tôi sẽ chỉnh cái 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 hiển thị của cái Que này lại. Rồi, để giải quyết cái bài toán này thì chúng ta sẽ sử dụng vòng lập for. Đầu tiên là chúng ta khai báo biến một cái biến để mà lập đi lặp lại từ số đại diện cho số từ 1 tới 100, tức là biến i để chúng ta khai báo ra và một số để chúng ta giữ lại cái tổng tôi đặt tên là tổng và tôi gán tổng ban đầu là bằng không bây giờ chúng ta sử dụng làm phòng lập for như sau for câu lệnh số 1 chúng ta sẽ gán y bằng một rồi chúng ta kiểm rồi cái câu lệnh để đảm bảo cái vòng lập này sẽ kết thúc là y bé hơn hoặc bằng 100 có nghĩa là vòng lập này sẽ còn chạy cho khi y vẫn còn bé hơn 100 hoặc là bằng 100 ok và cái câu lệnh này tôi sẽ cho là y cộng cộng như thế này rồi mỗi một lần lập như vậy tôi cho tổng cộng bằng y có nghĩa là tổng bằng tổng cộng y ok và cuối cùng chân là chúng ta sẽ alert lên cái kết quả là tổng đây Trước khi chạy thử kết quả thì tôi có thể nhẩm tính cái cách chạy vòng lập này các bạn xem là đầu tiên là câu lệnh vòng lập này nó bắt đầu nó gán y bằng 1. Ok. Rồi. Y bằng 1. Chúng ta sẽ đặt cái cầm mang ở đây để chúng ta theo dõi nha. Theo dõi từng bước vòng lập một Tổng bằng 0. Đây. Cái bước 1. Y bằng 1. Và lúc này tổng bằng 0. Rồi nó sẽ kiểm tra. Y lúc này có bé hơn hoặc bằng 100 không? Có. Chạy xuống đây tổng bằng tổng cộng y tức là tổng lúc này sẽ bằng một rồi khi chạy hết câu lệnh trong đây rồi nó quay lên nó chạy câu lệnh này y cộng cộng tức là y bằng y cộng một lúc này y sẽ bằng y sẽ bằng hai rồi sau khi chạy câu lệnh đó nó kiểm tra y có bé hơn hoặc bằng 100 y bằng hai bé bằng trăm đúng nó lại chạy xuống câu lệnh này lúc này nó chạy là tổng bằng tổng cộng y tức là tổng lúc này sẽ bằng một cộng hai là bằng 3 rồi nó lại, lại quay lên trên đây y lúc này cộng cộng nữa là y thành 3 rồi qua đây 3 dẫn bé hơn 100 đúng chạy xuống đây tổng bằng tổng cộng y tức là lúc này là tổng sẽ bằng 3 cộng cho 3 à, lúc này y bằng 3 nè đó cho nó tổng lúc này là bằng 6 rồi và cứ tiếp tục như vậy tiếp tục như vậy hoài thì chúng ta sẽ có được kết quả của tổng đó là cái quá trình lập các bạn chú ý là quá trình lập này nó làm giá trị y này thay đổi do đó cái điều kiện này một lúc nào đó nó sẽ sai thì cái vòng lập này sẽ kết thúc và nó chạy khi vòng lập kết thúc thì nó sẽ chạy câu lệnh tiếp theo ok bây giờ chúng ta sẽ xem thử bấm ghi lót lại đây và cái kết quả là tổng từ 1 tới 100 là bằng 5050 ok bây giờ chúng ta sẽ đi tới phần nội dung tiếp theo chúng ta sẽ học cách sử dụng vòng lập quay thì cái vòng lập Y này là một cái vòng lập tương tự như vòng lập for nhưng mà chúng ta sẽ có cấu trúc kiểm tra điều kiện thôi và chúng ta có hai cái cú pháp cơ bản của vòng lập Y này vòng quay này cái cú pháp thứ nhất là quay mở hoặc ra điều kiện đóng hoặc lại rồi tới các cái câu lệnh lập đây và cái cấu trúc thứ hai là chúng ta dùng một cái từ khóa là từ đu mở ngoặc kép ra các câu lệnh bị lập đóng ngoặc kép lại quay mở hoặc ra điều kiện lập và chấm phẩy ở cái sự khác biệt biệt của cái cú pháp 1 và cú pháp 2 này các bạn cần phải chú ý đầu tiên là chúng ta có cái dấu chấm phẩy ở đây rồi cái khác biệt thứ hai ở đây là chúng ta còn so sánh điều kiện sau ở đây là chúng ta so sánh điều kiện trước ở đây các bạn có thể nhìn thấy là cái vòng lập quay này nó có một cú pháp như sau miễn là cái điều kiện này nó còn đúng thì các câu lệnh này vẫn còn chạy Đấy và cái vòng lập quay đứng đợi, của cái vòng lập quay theo cú pháp một này là nó kiểm tra điều kiện trước như vậy thì có khả năng là ngay từ đầu điều kiện đã sai thì sẽ không có một cái lần lập nào xảy ra cả và tất cả câu lệnh trong đây là chưa hề bị chạy ví dụ như vậy còn cái cú pháp thứ hai này nó luôn đảm bảo rằng các câu lệnh trong đây sẽ chạy ít nhất một lần tại vì nó kiểm tra điều kiện sau ok có nghĩa là sau khi nó chạy hết cái này rồi nó mới kiểm tra điều kiện nếu điều kiện đúng thì nó quay lại nó kiểm tra nó chạy tiếp rồi sau đó mới kiểm tra còn ở đây là đầu tiên nó kiểm tra rồi mới chạy rồi mới quay lại kiểm tra đấy đó là sự khác nha của hai cái hai cái cú pháp này à, chúng ta sẽ sử dụng hai cái cú pháp này trong giải quyết cái bài toán lúc nãy nha rồi ở đây nếu mà chúng ta sử dụng vòng lọc y vẫn làm tương tự nha à, nếu mà chúng ta sử dụng vòng lọc y thì ở đây chúng ta cần phải gán trước y bằng một ở đây ok y, y bé hơn hoặc bằng 100 Đấy. Thì chúng ta lấy tổng cộng bằng y Sau đó chúng ta tăng y lên 1 Y cộng cộng à, Các bạn chú ý nha Nếu mà các bạn quên cái câu lệnh này Thì cái vòng lọc này nó sẽ chạy mãi mãi Tại vì y lúc nào cũng bằng 1 Y không hề thay đổi giá trị Thì y lúc nào cũng bằng 1 Do đó 1 thì luôn bé hơn trăm Ok các bạn chú ý nha khi mà các bạn sử dụng vòng lập mà nếu không chú ý tới cái điều kiện mà một lúc nào đó nó phải sai á, thì cái vòng lọc các bạn sẽ chạy mãi mãi nếu mà các bạn lập trình code server thì điều đó rất là tệ hại nha ok và nếu các bạn chạy cái đoạn code này thì nó sẽ có kết quả tương tự là 5050 như thế này ok à, chúng ta có thể và chúng ta thử ngược lại nha chúng ta sử dụng do while do while y bé hơn 100. Ở à đây có chú ý là tôi sử dụng bé hơn 100 chứ không phải bé hơn hoặc bằng. Tại sao? Tại vì cái bồng lập này nó được thực hiện trước một lần. Nếu bé hơn bằng 100 thì nó sẽ thực hiện 101 lần. Đấy. Vô tổng cộng bằng y. Rồi sau đó y cộng cộng. Rõ ràng là chúng ta bỏ qua giá trị y bằng 1 chúng ta không kiểm tra. Tại vì chúng ta biết chắc chắn y nó sẽ bé hơn 100 nhưng mà từ lần thứ hai thì chúng ta sẽ kiểm tra à, chúng ta chạy thử cái kết quả này xem đúng không? hình như tôi cảm thấy nó hơi cũng à, sai rồi giờ ở đây vẫn là bé hơn mặt bằng mới đúng ừ. cái vòng lặp này nó hơi uh, gọi là nếu mà các bạn sử dụng không cẩn thận thì nó hay bị hay bị sai mấy cái vấn đề là số lần lặp hay là các bạn tính toán điều kiện nó sai như vậy các bạn chú ý kê tỉnh tính cho kỹ ha. ví dụ như chúng ta nhẩm thử là nếu mà tổng vòng uh, lần đầu tiên tổng bằng 0 cộng một đó là bằng 1, tăng lên y bằng hai y bé bằng trăm đúng rồi tại vì chúng ta ta dùng điều kiện ở đây ok chúng ta dùng điều kiện y cộng cộng ở đây nếu chúng ta làm như thế này thì lúc này chỉ còn phải 100 thôi tức là chỉ cần đặt cái câu lệnh này phía trước ừ, nó vẫn sai à không các bạn phải sửa lại nghĩa là mặc nhiên là các bạn phải nếu mà cái, sử dụng cái này sử dụng đu trước trong cái phép giải cái bài toán này mặc nhiên các bạn phải để tổng ban đầu bằng một tại vì chúng ta sẽ bỏ qua không cộng một chúng ta xem như cái tổng đã cộng cái cái số 1 đầu tiên rồi và chúng ta chỉ cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng trở về sau thôi. Như thế này, 5050. Đấy thì lúc này chúng ta sẽ chỉ lập 99 lần. Do đó chỗ này sẽ không có so sánh bằng 100. Ok. Thì chỉ cái việc này nó ngoài luồng thôi, các bạn cũng không cần quan tâm chủ yếu là cái cái cách mà các bạn sử dụng do quay này và vai do không có vai do nha quay và do quay Ok. Chúng ta sẽ đi tới nội dung tiếp theo. thì cái nội dung tiếp theo cũng là cái nội dung cuối cùng của cái bài học ngày hôm nay đó là chúng các bạn sẽ được học hai cái từ khóa dùng để can thiệp vào cái quá trình lập đó là từ khóa rest và từ khóa continue Thì nghe cái bản thân cái chữ rest và cái chữ continue này các bạn cũng có thể hiểu được ý nghĩa của nó rest ở đây có nghĩa là ngắt ngang ngắt bỏ à, ngay cái chỗ xuất hiện cái từ khóa rest này thì vòng lập này sẽ bị kết thúc không cần biết không cần kiểm tra điều kiện gì nữa hết ngay chăng ngay chỗ đó vòng lập sẽ kết thúc và nó sẽ xuống đây nó chạy tiếp những câu lệnh tiếp theo ý nghĩa là như vậy rồi còn nếu nó gặp câu lệnh continue thì nó sẽ bỏ ngang những cái câu lệnh từ cái chỗ continue này trở xuống dưới nó quay lại nó lập tiếp cái điều kiện tiếp theo đấy các bạn chú ý nha ở đây continue là không phải là không phải là ngắt vòng lập mà là ngắt cái cái vòng lập hiện tại tức là chúng ta không xử lý cái vòng lập hiện tại nữa mà chúng ta quay lại chúng ta chạy tiếp theo đây chúng ta sẽ làm ví dụ cho các bạn dễ hiểu ha uh, Để làm cái ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng một biến y duy nhất thôi. Đây, tôi lấy ví dụ như chúng ta sử dụng for y bằng 1. Ở đây gắn lại cũng không sao nha. Y bé hơn bằng 100. Y cộng cộng. Đây, chúng ta không làm gì cả. Mục đích cuối cùng là chúng ta a lên cái biến y đang bằng bao nhiêu và dĩ nhiên chúng ta sẽ có được biến y là 100. À, à thật ra là 101 tại vì sau khi mà chúng ta kiểm tra chúng ta kiểm tra điều kiện là y bé hơn hoặc bằng 100 thì vòng lập nó tiếp tục. Thì ngay cái lúc mà y bằng 101 thì cái điều kiện này nó mới sai. Ok. Rồi. Giả dụ như trong quá trình lập chúng ta trong đây chúng ta kiểm tra if y bằng 50 chúng ta dùng lệnh break tức là vòng lập nó sẽ chạy đi chạy lại mãi và cái câu lệnh này sẽ được thực thi mãi nhưng mà tới khi mà y bằng 50 thì xuất hiện cái câu lệnh break này xảy ra và lúc này chúng ta xem coi biến y bằng nhiêu đấy bằng 50 rõ ràng là điều kiện vẫn chưa đúng nhưng mà nó đã bị ngắt rồi ok rồi trong trường hợp mà chúng ta thử nghiệm cái while thì chúng ta cần phải làm sử dụng vòng lặp quay sử dụng continue các bạn nên kiểm tra bằng vòng lặp fly quay nó sẽ hiệu nó chính xác hơn. Giả sử như tôi có một một cái biến khác là một biến k cũng bằng 1. Và tôi vẫn kiểm tra y bé hơn hoặc bằng 100 thì sẽ chạy tiếp. Nhưng nếu y bằng 50 thì tôi sẽ bấm câu lệnh là continue ở đây. Đây bạn chú ý nha rồi sau cái câu lệnh if này tôi làm một cái phép toán là, là k cộng cộng không k bằng y ừ, các khoan các bạn chờ một chút à, k cộng cộng đi tức là k cộng lên một k bằng k cộng một rồi chúng ta sẽ có k ở đây Đầu tiên là chúng ta sẽ không chạy cái này ha. Tôi sẽ tạm không ăn nó lại. Rồi nếu mà không có câu lệnh đó thì sau khi kết thúc cái này k cộng cộng thì y cũng phải cộng cộng luôn chút xíu nữa là chúng ta sẽ bị dòng lập vĩnh viễn rồi ha. Ở đây là y mà còn bé hơn 100 trăm thì đây thì lúc này chúng ta sẽ coi coi k bằng bao nhiêu 101 ok là bản thân k nó cứ được cộng cộng lên cộng cộng lên mỗi lần y nó lập rồi, nhưng mà bây giờ á Chúng ta kiểm tra nếu y bằng 50 thì nó xuất hiện câu lệnh này. Và để đảm bảo tôi sẽ để y cộng cộng lên trên. Rồi. Điều này có nghĩa là cái lệnh k cộng cộng này sẽ bị bỏ qua một lần. Do đó kết quả lúc này nó sẽ là 100. Đấy, Nghĩa là tại vị trí Y bằng 50 thì câu lệnh này nó bắt buộc cái vòng lập này bỏ qua tất cả những cái lệnh còn lại và chạy là, chạy tới cái lập tiếp theo. Đấy, nó quay lại để kiểm tra điều kiện. OK. Thì nội dung của cái bài học này tới đây đã là hết rồi. Thì các bạn chủ yếu là cái phần, các bạn thực hành suy nghĩ ra các cái bài toán mà các bạn có thể giải quyết. Thì có rất là nhiều cái vấn đề mà chúng ta cần sử dụng tới cái vòng lập trong cái lập trình. Rồi. Okay mà chúc tất cả các bạn thực hành thành công cái live powerball này tôi sẽ up lên cái thư mục Google Drive mà các bạn có thể tìm được cái link download ở trong cái phần mô tả của cái video này. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh thư viện lập trình. Hãy bấm like video và cái subscribe đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ tác giả